cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ thì một lần nữa mời quý vị ra sân khấu để cùng lắng nghe một bài hát rất là hay và nổi tiếng của nhạc sĩ Thái Bình. Ca khúc này sẽ được hát theo lời yêu cầu cũng như là tặng cho chị Tuyền. Đó là nhạc phẩm rất hay của nhạc sĩ Thái Bình với tên gọi là Nếu Em Được Lựa Chọn. Oh,
nữa. Bây giờ quý vị muốn nghe cái gì? Thôi em hát theo lời yêu cầu của chị Cindy vì hôm nay là sinh nhật của chị luôn. Em nào nữa? Cindy rồi ạ. Đây gì? À là ok, xin chúc mừng sinh nhật của Cindy, Thu Ma, vợ tờ và An cũng như là chị Tuyền. Chúc tất cả quý vị có một buổi tối chơi happy tại New Time.